Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ giới thiệu cho bạn Các lỗi thường gặp khi canh lề trong Word Ví dụ như đây Tôi có một văn bản Bây giờ tôi muốn là Canh lề cho cái văn bản này Để khi in ra nó được đẹp Thì để canh lề á Các bạn chúng ta hay làm như thế này Các bạn chúng ta sẽ vào tab layout này Thì các bạn lưu ý nha Đối với bạn nào sử dụng Word 2007 2010 và 2013 Thì các bạn chúng ta sẽ vào tab Bay layout còn đối với bạn nào sử dụng Word 2016 trở lên thì chúng ta sẽ vào tab layout. Đó, đây tôi sẽ vào tab layout này. Tiếp theo, trong nhóm là Basic up này, có một tên chéo xuống, các bạn bấm vào. Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện hộp thoại là Basic up. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab Machine Thì các bạn chú ý nha. Ở các mục là top, bottom, left, right, tức là căn lên trên, dưới, trái phải. Nếu mà ở đây á nó hiển thị dấu phẩy ở phía sau đó. nhớ nha nó hiển thị dấu phẩy ở phía sau chứng tỏ là bạn đang sử dụng đơn vị in để căn lề thì đơn vị in á chỉ sử dụng cho người nước ngoài mà thôi còn đa số người việt nam chúng ta sử dụng đơn vị là cm để chúng ta tiến hành là căn lề đó nếu như các bạn chúng ta sử dụng đơn vị in thì các bạn chúng ta không biết chính xác khoảng cách của nó là bao nhiêu thì thông thường các bạn chúng ta hay nhập thế này, này. 3 này ở đây là hai này hai chẳng hạn ok này thì nó sẽ thuộc như thế này nhìn rất là xấu thay vậy các bạn chúng ta hãy chuyển đơn vị từ in sang cm để chúng ta dễ canh lề thì để chuyển từ đơn vị in sang cm để dễ canh lề á thì chúng ta sẽ làm như sau này các bạn chúng ta sẽ vào tab file tiếp theo các bạn chúng ta sẽ chọn một option sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là advanced này. Rồi bây giờ các bạn chúng ta sẽ kéo xuống Tới cái mục display Thì các bạn dừng lại Trong cái mục display á Nó có dòng là Sub measurement In unit Thì đây này Các bạn quan sát Nó là đơn vị in Bây giờ tôi sẽ tiến hành là Chuyển qua cm đây Bấm vào ok Đó Rồi tiếp theo Tôi sẽ tiến hành là Làm xuất hiện thanh thước Để chúng ta dễ canh lề nha để xuất hiện thanh thước á các bạn chúng ta sẽ vào tab view này tích vào một là ruler thì lúc này á thanh thước sẽ xuất hiện này các bạn thấy không lúc này á vùng canh lề nó chỉ có nhỏ xíu thế này mà thôi rồi bây giờ tôi sẽ bật hợp thoại basic up lên này à, thì tôi sẽ nhập là hai này ở tầm đó bạn thấy không nó nhập 7 luôn rất là xa ở đây tôi chỉ nhập hai mà thôi còn led tôi nhập là ba còn rai á tôi sẽ nhập là 1.5 tiếp theo tôi sẽ qua tắt bay tức là khổ giấy á ở đây tôi sẽ chọn là khổ a 4 nha bấm vào ok đó thì lúc này á văn bản của tôi khi in ra nó sẽ rất là đẹp nha đây print in ra tờ giấy nhìn rất là đẹp đó các bạn chúng ta sẽ chọn thông số như vậy thì khi in ra nó đẹp nha rồi để làm xuất hiện công thức các bạn vào view tức là một l nha bấm một lần nữa thì nó sẽ biến mất cái thanh thước đi bấm vào một lần nữa thì nó sẽ xuất hiện và đơn vị của cm á thì nó sẽ xuất hiện từ 1 tới 16 đây nè. Đó, còn in nó chỉ xuất hiện từ 1 tới 5 mà thôi đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn các lỗi thường gặp khi canh lề trong Word nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn các bạn đã theo dõi